Sáng sớm bọc mì nha các bạn. Giờ tầm 6 rưỡi. Còn 2 ngày nữa là hết mì nha, hôm nay và ngày mai. Hôm nay là 21 tháng 2 năm 2020. Đây, mời bác mời cô đang tập thể dục buổi sáng. Bác làm nhanh đi bác ơi. Ui, hết mì cũng được, không hết cũng được. Ngày mai ra 5.000 rồi, lo gì. Chụp luôn ý. Anh hãy lại được lẽ ai này. Lẽ lá tôi làm cười nhí. Rõ xoay là đẹp. Ôi. Thì thầm với nhau thôi ạ. Đã về về nhỉ, đã vọt nhỉ. Kèm nhau nè. Ừ? Cái quái thì nè, cái quái dây dây cuội về pro mì à. Khi là mất hả? Nó phải xung ao đấy nè. Phải bụi. Chào ta cái hoài lăng cái này. Nghe hế đấy hả? Đủ mì của to không? Chúng ta đang được chiếm ngưỡng hình ảnh bà chủ. Sao bà chủ vẫn chưa được làm ấy? Mình còn đang quay người ta. Có sao không mà bà chủ? Đang kịch. Đang tìm lại cảnh. Để được thì nếu có thì đưa về mua đồ ăn. Nhằm một tấm mẹ ăn cây cơ bà mẹ. Mọi nhà bà chủ. Không tên luôn. Bye các bạn nha, phải đi làm đây. Bye giờ kém rồi. Thank you.